máy chiếu mà chúng ta hay gặp ở trên các cái dòng máy chiếu công nghệ 3 LCD, điển hình là máy Sony, Panasonic, AK và một số máy khác sử dụng cái công nghệ 3 LCD. Thì cái lỗi mà chúng ta thường hay gặp nhất ở đây đó là khi mà chúng ta trình chiếu lên thì cái hình ảnh nó bị nhòe hoặc là nó bị mờ, mà đôi khi chúng ta lầm tưởng đến cái việc là nó hư những cái thiết bị khác như là bóng đèn. Đây là một trong những cái lỗi mà hay gặp phải nhất và cũng hay gây hiểu lầm nhất trong quá trình chúng ta sử dụng và bảo quản máy chiếu. Và ở đây là cái video tôi đang chiếu trực tiếp lên từ một cái máy chiếu Sony. Các bạn có thể thấy cái menu này là cái menu của máy Sony, cái model là DX120. Đây là một trong những cái model đại diện cho các cái dòng máy chiếu Sony mà hay bị lỗi LCD nhất. Thì cái lỗi chúng ta thấy rất là rõ khi mà chúng ta chiếu lên. Thì khi chúng ta di chuyển cái văn bản hoặc là di chuyển cái menu thì nó sẽ để lại một cái vết mực màu tím, hoặc là cái chữ của nó sẽ thay vì cái nền phông chữ màu trắng, trắng tinh, thì nó sẽ chuyển sang cái màu nó hơi xám đen một chút. Và cái điểm dễ nhận biết nhất là khi chúng ta di chuyển một cái vị trí của một cái menu bất kỳ thì cái vết mực loang màu tím hoàn toàn. Điều này rất là dễ nhận thấy. Thì các bạn lưu ý đây là cái lỗi liên quan đến LCD chứ nó không có liên quan gì đến cái bóng đèn. Thế nên chúng ta đừng có vội vàng kết luận là do bóng đèn hư. Tiếp theo là tôi demo trên một cái máy chiếu Sony, nó cũng bị lỗi ba cái LCD như tôi vừa nói lúc nãy. Ở đây là một cái menu của một cái máy chiếu Panasonic PTLB300. Và khi chúng ta chiếu lên thì chúng ta cũng thấy là cái menu này, các cái nét chữ này nó bị đổi sang màu đen hoàn toàn. Và cái nét chữ nó không còn được nét như ban đầu, mà thay vì đó nó sẽ bị nhòe và bị lem. Đó, các bạn để ý ngay chỗ cái tâm giữa màn hình nó sẽ từ từ nó lem hết, nó loang hết cái màu tím ra. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ. Biểu hiện nó sẽ loang từ 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 một điểm và sau đó loang hết toàn bộ màn hình. Cái máy chiếu này các bạn có thể thấy được là nó mới sử dụng nó 93 giờ. Các bạn có thể thấy ngay cái mục là lam counter này. Lam counter này cái số giờ mới 93 giờ thôi. Chứng tỏ là cái máy này còn rất là mới và gần như là ít khi sử dụng từ lúc mua đến như vậy. Thì tiếp theo tôi sẽ chia sẻ. Thì đối với một cái máy chiếu công nghệ 3 LCD thì ba cái bộ phận chính để xử lý cái hình ảnh đó là ba cái tấm panel màu này. Nó sẽ được ký hiệu là ba cái tấm, là tấm đỏ, tấm xanh dương và xanh lá. Thì sau một thời gian dài sử dụng hoặc là trong quá trình chúng ta sử dụng, chúng ta bảo quản không đúng cách thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là ba cái tấm màu này nó bị lỗi, dẫn đến cái hiện tượng như tôi nói lúc nãy với các bạn. Thì kinh nghiệm là để tránh những cái lỗi liên quan đến cái màu này, cái panel màu này, thì chúng ta có một số kinh nghiệm như sau. Nhất là chúng ta bảo quản máy chiếu ở những cái điều kiện là khô ráo, tránh cái độ ẩm và đặc biệt là tránh phòng lạnh. Thứ hai là chúng ta nên thường xuyên sử dụng hoặc là thường xuyên mở máy. Và thứ ba là chúng ta vệ sinh các cái bộ phận lọc gió của máy chiếu thường xuyên. Và điều đặc biệt là sau một thời gian dài sử dụng thì chúng ta nên mang máy chiếu đến các cái trung tâm bảo hành và sửa chữa để chúng ta bảo trì định kỳ để tránh cái trường hợp lỗi đáng tiếc xảy ra. Trong trường hợp cái máy chiếu của chúng ta còn bảo hành thì chúng ta nên mang đi bảo hành sớm để tránh cái trường hợp máy nó sẽ bị trôi bảo hành. Và trong một số trường hợp thì các bạn có thể tìm các cái nhà cung cấp linh kiện và sửa chữa máy chiếu có uy tín. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin và đặt các cái câu hỏi liên quan đến kỹ thuật để chúng tôi hỗ trợ các bạn trên website của chúng tôi là vnpc.com.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.